Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu các bạn chiếc dòng xe Ford Focus Sport bản cao cấp của cái dòng xe này. Đây là cái dòng xe hạng sang cao cấp, trang bị rất là nhiều cái tính năng hiện đại. Và Ford Focus này thì hiện tại là có tất cả 4 phiên bản. Các bạn đang xem đây, cái phiên bản là Ford Focus Sport cộng, đây là phiên bản là cao cấp. Ngoài ra thì còn có cái phiên bản là Titanium, phiên bản chen 4 cửa, chen 5 cửa, rất là nhiều cái tính năng hiện đại. Thì trên cái Ford Focus này thì hiện tại là cái bản cao cấp này thì chúng tôi bán chỉ có hơn 700 triệu thôi. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi để tôi có thể báo giá cho các bạn cái chính sách bán hàng và giá cả tốt nhất. Tôi mời các bạn xem qua cái phần ngoại thất của xe. Đây là cái phiên bản Ford Focus màu trắng. Thì hiện tại là cái Ford Focus này thì chúng tôi có tất cả là có 8 màu. Ngoài màu trắng này ra chúng tôi cũng có màu xanh, màu xám, màu đen, màu đỏ, màu bạc, màu nâu hộ phách. Vâng, rất là nhiều màu, các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi. Thì hiện tại tôi cũng giới thiệu các bạn luôn, thì Ford Focus này trang bị rất là nhiều cái tính năng công nghệ hiện đại của Ford, đèn bi, điều hòa tự động, cửa sổ trời, ghế da, cổng số túi khí, là răng đúc, 4 phanh đĩa, màn hình camera nuôi, cảm biến ánh sáng, cảm biến gạt mưa, rửa đèn tự động, nồi chuồng, hỗ trợ độ xe song song, rất là nhiều tính năng hiện đại, city stop, rất là nhiều tính năng. Động cơ sử dụng động cơ 1.5 EcoBoost cho công suất của nó 180 mã lực, và 1.5 cho công suất rất là lớn. Đấy, để mà trải nghiệm những cái sự nổi trội, nổi bật của cái dòng xe này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 57 666. Tôi tên Bảo Đại, tôi có thể hỗ trợ các bạn về cái lái thử xe và xem cái dòng xe này. Giá rất là hợp lý thôi, có hơn 700 các bạn đã có xe rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.